và kính mời các quý vị sở tại, kính mời gia đình Tạng Nguyễn Kiều Hiển Hoàng Khánh có mặt trong buổi lễ tang sáng hôm nay. Và kính mời quý vị, xưa nay chỉ có lời thầm vọng sống gia đình núi cao, hay còi tường bạch chấu đường sâu mới sống được ngàn năm. Chứ làm kiếp người hiếm ai sống ngoài chấp tội, kiếp nhân sinh sống gậy phát về. Trần gian chỉ là coi tạm những người dừng chân nghỉ trò, đã làm kiếp người thì sanh, lão, bệnh, tử. Nước biển mênh mông không đóng đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng có phụ kính được công cha. Và được sự chấp thuận từ phía gia đình, toàn thể anh em đội pháp quan võ thực thanh hiếu xã Thái Đông huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang chủ cháu đến đây, chúc thành tâm thành ý xin chia buồn cùng gia đình Tạng Nguyễn. Và sau đó anh em chúng cháu gian dựng lớp pháp quan được như sau: phần một sông lân diễn linh cầu, phần hai kim tượng pháp quan, phần ba võ tướng đồng quan. Và cuối cùng anh em chúng cháu sẽ tổ chức đại lễ bái quan và di quan. Trong đó anh em chúng cháu là nhiệm vụ bên trên của điều trị sai sót, gặp mong cấp chính quyền sở tại khu dân tình tạm nguyện niệm tình tạm thứ bỏ qua cho. Và bây giờ lễ động quan của cơ sở mai táng cho hợp thành quả chúng cháu xin phép được bắt đầu. Yeah.
Yeah.
rồi. Tức là táo bạo của đội của bạn chờ đợi các tài liệu tiếp tục cơ sở mày thấy cơm thanh quả. Lại đó cầm đi.